Bà con nghe, doanh nghiệp khai trương trong tuần này nè, từ đây đến chủ nhật tuần này là bữa nay là mùng 4 nè, mùng 4 tới mùng 10 là bà con mua bất cứ máy dầu nào, bất cứ cái dầu nào mới trong thùng được tặng con Yokohama 5,5 mua tất cả cái dòng máy dầu mới trong thùng được tặng cái con Yokohama. Đây bà con mua tất cả cái dòng máy dầu của ta đầy đủ rồi TGV được tặng cái con này, cả được tặng con đó nha bà con. Thì dòng cua ta, dòng cua ta mua con mấy dòng cua ta được tặng con Yokohama có máy xăng 5,5 giá 1,9 được tặng con đó nha bà con. Tất cả dòng cua ta mới được tặng nha bà con. Đây khi bà con mua dòng cua ta này sẽ tặng con máy xăng từ đây mùng 4 tới mùng 10 nha bà con. Cái dòng cua ta bà con đều tặng máy xăng hết 5,5. Đó là doanh nghiệp khai trương máy mới và máy dầu bảo hành bà con, dòng cô ta này được bảo hành bà con hết nha, máy tặng được bảo hành đồng hoàng nha bà con. Đây đặc biệt là mua dòng cô ta được tặng máy xăng này, đây Yokohama 5,5 giá 1,9 Yokohama đây đó, mua tất cả dòng cô ta này thì bà con sẽ được tặng một cái máy xăng từ đây mùng 4 tới mùng 10. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707 mua máy dầu tặng máy xăng. Đây bà con tôi mua tất cả dòng cua ta này sẽ được tặng một cái máy xăng. Và từ nay mùng 10 đến mùng 4 mùng 10 bà con là mua những mặt hàng mà trên 10 triệu sẽ có tặng phẩm cho bà con. Mặt hàng của công ty trên 10 triệu sẽ có tặng phẩm cho bà con. Từ đây mùng 4 đến mùng 10 Tết, từ mùng 4 đến mùng 10 Tết bà con sẽ được tặng mua đơn hàng từ 10 triệu lên sẽ được tặng quà tặng nha. Và mua dòng Kubota được tặng một cái máy xăng nè. Bà con là mua dòng Kubota được tặng máy xăng. Ok, được tặng bà con máy xăng luôn, không mua dòng của ta. Từ đây tới mùng 10 bà con. Con nào sớm thì có quà sớm. Đặc biệt là mua tiền mặt hay hỗ trợ trả góp vẫn có quà, bà con mua trả góp vẫn có quà. Đặc biệt là trả góp thủ tục rất là đơn giản và lãi suất rất là thấp bà con, đặc biệt của tôi. Lãi suất rất là thấp. Mua Kubota chúng Yokohama tặng luôn bà con mua là có tặng ở trên, bất cứ mua con máy nào của Kubota thì tặng con. Còn đơn hàng nào trên 10 triệu sẽ có quà tặng cho bà con luôn, từ nay tới mùng 10 âm lịch, mùng Tết. Đặc biệt mua mấy con này được tặng ngay con này liền, chỉ 9,5 triệu thôi tặng cái máy 1,9 triệu. Máy gió đồng hoàng bà con. Đó là qua lớp mùng